phố rất là đông đúc luôn quý cô chú anh chị. Lễ hội ốc ôm bóc rất là lớn ở thành phố Sóc Trăng, cũng giống như là những ngày lễ Tết của người dân tộc, người anh em Khmer. Như là những chiếc khăn của người Khmer. Không biết cô chú chị thấy đó. À, theo như thấy là những người dân buôn bán thì là hầu hết là người Việt. À, chứ không phải là người Khmer nha quý cô chú anh chị. Người dân buôn bán những chậu hoa rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Những bông hoa rất là đẹp. Cũng còn đôi ba tháng nữa tới Tết. Quý cô chú anh chị mua những bông hoa này về mà chân đã hết ý luôn. Cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Duy nha. Hiện tại Duy đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng và Duy hiện tại đang gia nhập vào lễ hội của những người anh em đó là Khmer. Thì hôm nay nhân dịp lễ hội ốc ôm bóc của người anh em Khmer thì Duy có đứng tại ngôi chùa Khmer. Và hiện tại trong ngôi chùa cũng đang tổ chức lễ hội rất là đông vui. Vì thế nên Duy muốn quay cho quý cô chú anh chị hiểu rõ hơn ngày lễ hội ốc ôm bóc của người anh em Khmer. Và Duy xin mời quý cô chú anh chị cùng gia nhập để mình hòa chung vào ngày lễ hội ốc ôm bóc ở thành phố Sóc Trăng nè. Và hiện tại đường phố rất là đông đúc luôn quý cô chú anh chị. Lễ hội ốc ôm bóc
rất là lớn ở thành phố Sóc Trăng, cũng giống như là những ngày lễ Tết của người dân tộc, người anh em Khmer. Trước tiên thì là cuộc đua ghe ngò thì Duy cũng có quay cho quý cô chú anh chị hiểu hơn về lễ hội ốc ôm bóc của những người anh em Khmer. Và trước chùa thì có những những món ăn vặt để cho quý cô chú anh chị tham quan lễ hội, tham gia lễ hội để mua để dùng. Có những món ăn vặt để cho quý cô chú anh chị đi tham dự lễ hội để mình dùng để quý cô chú anh chị. Tạm biệt.
để tiếp nối chương trình. So, xin mời anh Trung anh Trung lên sân khấu để góp vui văn nghệ mừng ngày lễ hội Ô Bóc Bươi Gai Ngon. Tiếp tục chương trình văn nghệ tối đêm nay, xin mời nhà phẩm 60 năm cùng đường. Bọn hướng lớn họ đó. Xe nữa.
dắt quý cô chú anh chị tham quan trọn vẹn hơn là ngày lễ ốc ôm bóc của người anh em dân tộc Khmer. Là đông vui luôn quý cô chú anh chị. Ngôi chùa rất là đẹp đúng không quý cô chú anh chị? Tổ chức cuộc vui chơi ở đây thì Duy thấy giống như là một cái hội chợ của người Việt Nam, nó cũng na ná như vậy quý cô chú anh chị, nhưng mà những người dân buôn bán thì sẽ tổ chức ở trong chùa, ngôi chùa ở nơi đây. Thấy thì gian hàng ở nơi đây bán những món đặc trưng như là những chiếc khăn của người Khmer. Quý cô chú chị thấy đó. Rất là, theo Duy thấy rất là rộng lớn luôn quý cô chú chị. Xinh đẹp mà ngại lên hình hả? Là rộng lớn luôn quý cô chú anh chị. Thì sẽ đi hướng này đi.
buôn bán những chậu hoa rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Những bông hoa rất là đẹp. Cũng còn đôi ba tháng nữa tới Tết. Quý cô chú anh chị mua những bông hoa này về mà chân đã hết ý luôn. Rất là đẹp luôn, nhìn đây gan thiệt vậy quý cô chú anh chị. Có đủ loại hoa luôn. Rất là đẹp. Đầy màu sắc. Việc chứ không phải là người Khmer nha quý cô chú anh chị.